Chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp bài Em trong mắt tôi. Phần 9 bài này sẽ gồm có 4 phần, mỗi phần 4 câu. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần dạo nhạc mở đầu, một động tác 2 câu. Phần dạo nhạc giữa, một động tác 4 câu lặp 2 lần. Phần kết bài, 2 động tác. Và có một đoạn nối, một câu 4 nhịp ở trong bài, thực hiện 2 lần. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một lượt theo thứ tự từ đầu cho đến hết bài này. Và sau đó sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Dạo nhạc đầu, một động tác 2 câu bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần chính, phần A 4 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần B 4 câu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Phần C 4 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần D 4 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần dạo nhạc giữa bài. Một động tác, 4 câu lặp 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau phần dạo nhạc giữa bài, các bạn sẽ thực hiện đoạn nối nhé. Một câu 4 nhịp. Bắt đầu hai tay ngửa hai bên. Bắt đầu chân phải trước, bước qua bước về. 1, 2, 3, 4. Chỉ có 4 nhịp này thôi. Các bạn lặp 2 lần cho mình. 2, 2, 3, 4. Tiếp theo, các bạn sẽ lặp lại phần chính lần thứ 2. Đi lại phần A, phần B nha. Bắt đầu phần A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần D. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc xong phần B, lại có đoạn nối xen vào chỗ này nhé.
một câu bốn nhịp. 1, 2, các bạn bước qua bước về thôi. 3, 4. Và đoạn với này chúng ta chỉ thực hiện một lần thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện lại hai phần C và D nhé. Rồi, phần C này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần kết bài, hai động tác. Động tác số 1 giống như dạo nhạc giữa bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, 3 câu. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Dạo nhạc đầu 2 câu. Câu số 1. Các bạn sẽ tiến thẳng vào sân khấu của mình nhé. Rồi bắt đầu chân trái, 5 nhịp đầu tiên. 1, 2, 3, nhịp số 4. Các bạn sẽ chuyển hướng sang phía bên trái của mình gấp 90 độ bằng cách các bạn đẩy chân phải lên chặn mũi chân trái. 4, nhịp số 5. Các bạn sẽ xoay mũi chân trái 5, đồng thời xoay người về phía bên trái gấp 90 độ. Câu số 2. Các bạn sẽ kiễng chân phải lên, tay trái sau lưng. Rồi, chúng ta sẽ đứng tại chỗ nhé. Chúng ta sẽ tạo ra tiếng nhạc từ tay của mình. Tay ngón cái này, chúng ta sẽ tạo nhạc với ngón giữa của tay nhé. Rồi chúng ta sẽ đánh hai cái ở dưới này, đầu tơ thắt mông theo nhé. 1, 2, rồi hai cái ở trên. 3, 4, rồi tiếp tục như vậy. 5, 6, rồi 7, 8 là kết thúc câu số 2. Dạo nhạc hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc câu số 2 từ thế này, chúng ta vào phần chính luôn. Phần A, 4 câu. Rồi, câu số 1, các bạn sẽ đi ngang về phía bên phải của mình trước và tay này các bạn kéo xuống. Rồi các bạn đẩy sang phía bên phải ngửa lòng nhé, đẩy ngang. Rồi mình sẽ thực hiện luôn này. 1, 2, 3, 4. Và cái tay trái chúng ta vẫn giữ nguyên ở sau lưng. 4 nhịp sau sẽ đi ngược lại, bắt đầu chân trái nhé. Tay trái đẩy sang phía bên trái của mình. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện câu 1 ở tường trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và từ tư thế này chúng ta vào câu số 2 luôn. Bạn sẽ để cái tay phải ra sau lưng của mình. Rồi, bắt đầu chân phải các bạn đẩy sang kéo về và chân trái làm trụ nhé. Khi đẩy như vậy thì đồng thời các bạn sẽ đẩy tay trái sang phải trước. Rồi, 1, rồi 2. Bây giờ các bạn sẽ chuyển trụ sang chân phải nhé. Chân phải các bạn đẩy sang phía bên phải và đồng thời các bạn đẩy tay sang phía bên trái để cao qua đầu. Rồi, 3, rồi 4. Nhịp số 4 các bạn kéo chân trái về với chân phải. Lúc này chân phải sẽ là
trục. Đây là bốn nhịp đầu. Bốn nhịp sau các bạn làm ngược lại, rồi bắt đầu chân trái đẩy sang rồi kéo về, thì tay phải các bạn sẽ đẩy sang bên trái, được chưa? Và tay trái sau lưng. Rồi bắt đầu này, 5 6, đang trụ chân phải. Rồi bây giờ chuyển trụ này, 7 đẩy chân trái sang, 8 kéo chân phải về, và đồng thời các bạn sẽ bung tay lên cao và từ từ hạ xuống. Mình làm lại câu 1 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi câu 2, trụ chân trái trước, tay phải sau lưng. 2, đẩy chân phải, tay trái nhé, rồi kéo về. 2, rồi bây giờ chuyển trụ sang chân phải và bung tay trái sang phía bên trái của mình qua đầu. 3, rồi lúc này trụ chân phải thì kéo chân trái về với chân phải. 4, hạ tay xuống. 4 nhịp tiếp theo các bạn làm ngược lại, bắt đầu chân trái đẩy sang kéo về, thì các bạn cũng đẩy tay phải sang bên trái trước nhé. 5 6, chân phải đang làm trụ, bây giờ chuyển trụ sang chân trái. 7 và 8, các bạn kéo chân phải về với chân trái, tay hạ xuống, kết thúc ở chân phải. Làm lại câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 8. Mình làm lại câu 1 và câu 2 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3 giống hệt câu 1, mình thực hiện luôn. 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu 4 giống câu 2. 4 2 3 4 5 6 7 8 là kết thúc phần A. Phần A hoàn chỉnh, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Từ từ thế này chúng ta vào phần B, 4 câu cha cha. Câu số 1, bắt đầu chân phải bước lên nha. Đồng thời với tay phải các bạn ngửa lòng đẩy sang phía bên phải của mình và bắt đầu này. 1 2 3 và 4. 4 nhịp tiếp theo ngược lại. 5 6 7 và 8, kết thúc ở chân trái. Làm lại câu số 1 nhé. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu số 2 động tác chân giống hệt câu số 1. Bắt đầu chân phải, nó chỉ khác tay thôi các bạn nhé. Các bạn đẩy tay cao qua đầu sang phía bên phải của mình trước. 2 2 3 và 4. Tay nào đẩy thì tay bên kia sẽ để sau lưng nhé. Rồi ngược lại. 5 6 7 và 8, kết thúc ở chân trái. Mình làm lại hai câu này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu 2. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu số 3, đi theo điệu cha cha mở tiến, bắt đầu chân phải của mình. Các bạn đẩy chân phải chéo sang phía bên trái nhé. Hai tay bắt chéo qua nhau, mở sang hai bên, bắt đầu này. 3 2, rồi 3 và 4. Rồi ngược lại, các bạn sẽ đẩy chân trái sang phía bên phải, hai tay bắt chéo. 5 6 7 và 8, kết thúc ở chân trái. Mình làm lại câu 3. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu số 4, động tác chân giống hệt câu 3, khác mỗi tay thôi nhé. Hai tay các bạn bung cao chéo qua đầu. 4 2 3 và 4. Và ngược lại. 5 6
7 và 8 kết thúc ở chân trái. Phần B hoàn chỉnh. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chú ý cho mình nhịp 7 và 8 của câu số 4 phần B. Các bạn để tư thế người hơi nghiêng về phía bên phải để các bạn chuyển vào phần C cho dễ nhé. Rồi phần C 4 câu, chúng ta sẽ thực hiện câu số 1 như sau. Bắt đầu chân phải, các bạn đi dồn nhé, dồn chân. Rồi, bước về phía bên phải của mình. Và đồng thời các bạn sẽ xoay người về phía bên phải của mình một góc 90 độ này. 1, 2, nhịp thứ 2 chống mũi chân trái. Rồi bây giờ để chân trái tiến lên. 3, 4, lại chống mũi chân phải. Rồi, và tiếp tục chúng ta lại đi tiếp. Bắt đầu chân phải. 5, 6, nhịp 7, các bạn đẩy chân phải lên chặn chân đá. 7 và nhịp 8, các bạn kéo chân trái về với chân phải. Mình thực hiện lại câu số 1 này. 1, 2, 3, 4, 4 nhịp đầu các bạn đi dồn nhé. Kết thúc chân phải. 4 nhịp tiếp theo các bạn không đi dồn nữa mà các bạn đi liên tiếp luôn. Bắt đầu chân phải nhé. 5, 6, nhịp số 7 các bạn xoay chân phải luôn. 7, đồng thời các bạn xoay người về phía bên trái góc 90 độ luôn. 8, kéo chân trái về phía chân phải. Mình thực hiện nhanh câu này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tư thế này chúng ta vào câu số 2. Câu số 2 rất đơn giản, bước qua bước về bắt đầu chân trái thôi. Khi bước sang bên trái thì các bạn sẽ xoắn tay một vòng nha. Rồi bắt đầu này. 1, 2, rồi qua bên phải tương tự. 3, 4. Rồi 4 nhịp sau, động tác chân giống như vậy nhưng mà tay các bạn sẽ xoắn trên đầu. 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các bạn kéo xuống. Câu số 3, các bạn sẽ thực hiện ngược lại của câu số 1. Lúc nãy là câu số 1 các bạn đi về phía bên phải thì bây giờ sẽ đi về phía bên trái. Các bạn sẽ thực hiện xoay người về phía bên trái của mình góc 90 độ nhé. Đi bắt đầu chân trái này. Đi dồn nhé, 4 nhịp đầu. 3, 2, nhịp thứ 2 chống mũi chân phải. Rồi đến chân phải tiến lên. 3, 4, chống mũi chân trái. 4 nhịp tiếp, các bạn đi liên tiếp bắt đầu chân trái. 5, 6. Nhịp số 7, các bạn xoay người về phía bên phải của mình góc 90 độ. Bằng cách các bạn đẩy chân trái lên chặn mũi chân phải. 7 và nhịp số 8 kéo chân phải về trụng với chân trái. Lần nữa nhé, 4 nhịp đầu này. 3, 2, 3, 4, 4 nhịp sau bước liên tiếp. 5, 6, 7, 8. Nhịp 7, 8 các bạn xoay người về phía bên phải góc 90 độ. Câu số 4, bước qua bước về bắt đầu chân phải. Nó ngược lại câu số 2 nhé, câu 2 thì bắt đầu chân trái. Rồi các bạn sẽ bước sang bên phải trước, xoắn tay một vòng nhé. Rồi bắt đầu này. 4, 2, rồi qua bên trái. 3, 4, rồi lên trên. 5, 6, 7, 8. Cứ bước qua về như vậy thôi. Kết thúc chân phải. Thực hiện lại câu 3, 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần C hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào phần D, 4 câu. Câu 1 đơn giản nhất nhé. Đi ngang về phía bên phải trước. 4 nhịp đầu. 1,
2, 3, 4. Rồi đi ngược lại. 5, 6, 7, 8. Câu này rất đơn giản. Câu số 2. Chúng ta sẽ thực hiện hai lần xoay. Tay phải các bạn sẽ cầm vòng và áo dài. Và tay trái các bạn sẽ để ngang bụng, ngang eo của mình nha. Rồi bắt đầu chân phải. Xoay về phía bên phải của mình gấp 90 độ. Bắt đầu. 2, 2, 3, 4. Nhịp số 4 kết thúc ở chân trái kiếm mũi. 4 nhịp sau quay ngược trở lại. Tay vẫn giữ nguyên tư thế như này. Bắt đầu chân trái. 5, 6, 7, 8 kết thúc chân phải. Làm lại 2 câu 1, 2 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 cầm vào táo dài. 2, 2, 3, 4 xoay 90 độ thôi. Rồi xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Vào câu số 3. Bước qua bước về bắt đầu chân phải của mình nha. Rồi. Khi bước sang bên phải, các bạn sẽ để tay áp vào ngực bên trái của mình trước nhé. Và bắt đầu này. 1, 2. Rồi hai nhịp tiếp theo. 3, 4. Và cố gắng tay của chúng ta để tư thế như này. 4 nhịp tiếp. Các bạn cứ bước như vậy thôi, hai tay giữ nguyên nhé. 5, 6, 7, 8. Câu số 3. Bước qua bước về bắt đầu chân phải. Tay phải áp vào ngực trái. 3, 2. Chúng ta áp hờ thôi nhé. Rồi. Ngược lại. Tay trái áp vào ngực phải. 3, 4. Chúng ta cũng áp hờ. Thực ra là không áp đâu các bạn nhé. Chúng ta để tư thế này cho đẹp thôi. Rồi. Động tác chân nhé. 4 nhịp sau tương tự động tác chân như vậy. Và hai tay các bạn giữ nguyên tư thế nhé. 5, 6, 7, 8. Kết thúc chân phải. Câu cuối cùng là câu số 4. Chúng ta sẽ mở chéo hai tay qua hai bên. Các bạn thực hiện xoay đúng một vòng về phía bên phải của mình. 4 nhịp đầu tiên này. 4, 2, 3, 4. Các bạn xoay nhanh nhé. 4 nhịp tiếp theo dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải và hai tay vung chéo qua đầu. 5, 6, 7, 8. Kết thúc chân trái. Mình thực hiện câu 3 và câu 4 ở từ đằng trước nhé. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 xoay đúng một vòng về phía bên phải của mình. Bắt đầu chân phải. 4 nhịp đầu tiên. 4, 2, 3, 4 là xoay nhanh nhé. 4 nhịp tiếp theo dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải, hai tay vung chéo qua đầu. 5, 6, 7, 8 kết thúc ở chân trái. Phần D hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần dậm nhạc giữa bài, một động tác, 4 câu. Câu số 1 bắt đầu chân phải này. 1, 2 nhịp kép, các bạn bước sang phía bên trái của mình nha. Rồi, lên trên. Rồi, bây giờ kéo xuống dưới. 3, 4, cũng nhịp kép luôn. 4 nhịp sau, các bạn bước lên, kéo xuống, bước lên, kéo xuống, nhịp đơn nhé. 5, 6, 7 và 8, kéo về. Mình thực hiện lại câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 ngược lại, bắt đầu chân trái. 2, 2, 3, 4, nhịp kép, 4 nhịp đầu nhé. Và bây giờ nhịp đơn. 5, 6, 7, 8, trở về. Làm lại câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại hai câu này nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3. 8 nhịp thôi. Bước qua bước về bắt đầu chân phải của mình. Khi bước sang bên phải, các bạn đẩy tay phải lên nhé. Bắt đầu này. 2, 2 là kéo xuống. 3, 4. Và cứ như vậy. 5, 6, 7, 8. Tay các bạn đẩy lên kéo xuống. Và kết thúc ở chân phải. Câu số 4.
8 nhịp. Bước chéo sang phía bên phải của mình lên trên 2 nhịp đầu. Rồi, 4, 2. Chúng ta giật, làm ngón tay xuống nhé. Bắt đầu chân phải trước, bước lên rồi đến chân kéo, kéo sang, được chưa? Rồi chúng ta bước ngang sang phía bên trái của mình, bắt đầu chân trái, hai tay đánh sang bên trái. 3, 4. Rồi bước xuống, bước là bước chéo nhé, chéo sang phải trước. 5, 6. Rồi bước ngang. 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 3 trước nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, bước chéo sang phải trước. 4, 2, 3, 4. Rồi bước chéo xuống. 5, 6, rồi 7, 8. Tập dạo nhạc hoàn chỉnh. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn lặp thêm lần nữa như vậy nhé. Rồi lần thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần kết bài hai động tác. Động tác số 1 thì giống như phần dạo nhạc giữa bài. Các bạn sẽ thực hiện động tác đấy lặp 2 lần. Và mình không thực hiện lại động tác này nữa nhé. Và mình chỉ thực hiện ở động tác số 2 phần kết bài thôi. Động tác số 2, 3 câu. Câu 1, 16 nhịp. Bắt đầu chân phải nhé. Bước sang bên phải trước này. Tay phải các bạn đẩy sang phía bên phải. 1, 2, 3, 4. Chỉ có 4 nhịp đây thôi. Chúng ta sẽ thực hiện 4 lần như vậy. Tổng số là 16 nhịp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đây là câu số 1 nhé. Câu số 2. 6 nhịp xoay về phía bên phải của mình, bắt đầu chân phải. Hai tay bắt chéo qua nhau nha, mở sang hai bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Câu số 3 ngược lại câu số 2 cũng có 6 nhịp. Xoay về phía bên trái của mình đúng một vòng. Và bắt đầu. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Kết thúc ở chân phải. Trong bài này còn có một đoạn nối, một câu 4 nhịp. Đoạn nối 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.